Đây là Aeon Mall ở Bình Tân đó cả nhà. Fenpika, Fenpika nguyên một khu Noel. Nguyên một khu Noel nhân tạo cho con nít nó chơi đó cả nhà. Đó. Đây là tầng 4 của Aeon Mall Tân Phú, tầng 4. Tầng 4, tầng 5 gì đó. Đó. Tiếp tục là đồ ăn hot hot. Tinh hoa lẩu, nãy là tầng 2 là đã có nhà hàng rồi, khu này nhà hàng tiếp cả nhà. Đây là khao lao. Pizza Company. Nguyên dãy là đồ ăn không à. Aeon Mall Tân Phú này lớn hơn Aeon Mall ở Bình Tân, gần bến xe miền Đông cả nhà. Lớn lắm. Đi nãy giờ chưa hết mấy khu nhà hàng, 3 tầng nhà hàng không. Cái đó còn bên kia nữa đó cả nhà. Nguyên một dãy nhà hàng không. Những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới luôn, tập trung về Việt Nam. Đó. Mayway. Khu vui chơi trẻ em. Khu vui chơi trẻ em, đạp cine, fitness yoga. Ở đằng kia là đạp cine, cái nhà ở đằng đó là đạp cine á. Quá trời quá đất quá lớn. Mo Việt Nam giờ hiện đại hơn mo nước ngoài nha cả nhà. Rạp cine. Rạp cine, đây là rạp cine đó cả nhà.
chữ Pháp. Kiên Bạch Bi Kiêu, những thương hiệu nổi tiếng em hay ăn hồi đó. Kiên Bạch Bi Kiêu, anh đang trên lầu á, em còn ngồi dưới ghế không? Gì? À, em đi lên lầu mới gặp anh liền à. Nguyên dãy nhà hàng quá trời luôn. Ừ đúng rồi, quá trời nhà hàng trên này, nguyên một khu lớn hơn luôn á. Ok ba em, mà danh hiệu Hoàng Yến Buffet là cái nhà biết là cái gì. Kichi Kichi. Nói chung đây là nguyên một khu ăn uống cả nhà của Aeon Mall Tân Phú, ở lầu 5 luôn. Cả nhà có dịp lên Aeon Mall, lên khu này ăn nha. Lễ hội Quốc Anh rồi, đi đánh vòng lẹ cho cả nhà coi.
hết á cả nhà, châu Âu rồi nước ngoài hết á. Lễ hội của tụi nó mà nè, Harry Potter nè. Sinh viên Việt Nam đi học Harry Potter. Tiếng Anh, tiếng ngu gì đây? Đó, nguyên cái lễ hội quốc Anh đó. Bia rượu Sài Gòn Cider. Và quý vị khách hàng thân mến, ngay tại khu vực của Mini Expo, quý vị sẽ được tự do trải nghiệm CBD trên đường phố Sài Gòn bằng công nghệ kiến thực tế ảo VR sống động. Và bên cạnh đó, nếu như mà các bạn, quý vị khách hàng yêu thích cảm giác được cầm vô lăng mini thực tế, thì hãy cùng đăng ký với đội ngũ nhân viên mini cũng như là đăng ký lái thử. Đó, lễ hội quốc Anh đó cả nhà. Mini sẽ liên hệ lại với khung giờ của quý vị để có thể mời tất cả quý vị đến showroom hoặc mang xe đến tận nhà quý vị khách hàng để có thể lái thử. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Mini Việt Nam. Đó là lễ hội Anh Quốc đó cả nhà. Đây họ có cái khu ẩm thực nè.